hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Cơ quan điều tra cũng đã quyết định khởi tố ông Nguyễn Chí Thành là quyền vụ trưởng vụ Tài chính Bộ Giao thông Vận tải, ông Lê Trung Cường là chuyên viên Bộ Giao thông Vận tải và ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Đây là lần đầu tiên ông Thăng bị khởi tố vì sai phạm thời còn làm Bộ trưởng. Ông Nguyễn Hồng Trường giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trong 10 năm và nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 8 năm 2017. Tháng 7 năm 2019, ông Trường đã bị Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021. Tháng 9 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Giao thông Vận tải đối với ông Trường vì có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng và Ban Bí thư đã kỷ luật về Đảng. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc khởi tố và thực hiện bắt tạm giam các bị can này để điều tra trong quá trình mở rộng vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Trước đó, tháng 10 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, ra lệnh bắt tạm giam các bị can thuộc Tổng công ty Cửu Long và Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự 2015. Sau đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 3 bị can gồm Đinh Ngọc Hệ, tức Út Chọc, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn, Phạm Văn Diệt, Giám đốc điều hành và Vũ Thị Hoan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh liên quan đến sai phạm trong đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên toàn miền Bắc sẽ có mưa rào và dông. Đợt mưa này dự báo kéo dài đến ngày 18 tháng 8 với lượng mưa khá lớn nên nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong ngày hôm nay, chỉ trong 6 giờ đồng hồ tại khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa mưa to như là Trường Sơn, Sơn La, Lào Cai, Đập Thủy Điện, Hà Giang. Dự báo trong chiều và đêm nay, khu vực này tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa phổ biến đo được từ 20 đến 40 mm mỗi đợt, có nơi trên 80 mm. Cảnh báo lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nên rất nguy hiểm, người dân cần hết sức đề phòng. Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 hoặc là đến ngày 19 tháng 8. Đặc biệt chú ý mưa tập trung vào đêm ngày 16 tháng 8 và ngày 18 tháng 8. Người dân tuyệt đối không ở lại lán trại trên nương rẫy để tránh các vụ sạt lở đất gây thiệt hại như đã xảy ra trong các đợt mưa lớn trước đó. Trong khi đó, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối trong những ngày cuối tuần. Ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lực lượng tại chỗ là một vị trí rất quan trọng. Hiện nay ở các địa phương đã xây dựng các đội xung kích phòng chống thiên tai và dân hình thành một lực lượng chuyên nghiệp ứng phó ngay từ đầu giờ, có phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại Lào Cai, một trong những điểm thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Đây là công việc thường xuyên của đội xung kích phòng chống thiên tai xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát mỗi khi có cảnh báo mưa lớn. Con suối này từng xảy ra lũ quét làm nhiều người chết, nên việc rà soát các điểm sung yếu là rất quan trọng. Nếu không khơi thông kịp thời các điểm ùn tắc dòng chảy, thì đây là nguy cơ tiềm ẩn để lũ quét xuất hiện. Các ngôi nhà nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao cũng được đội xung kích kiểm tra và sẽ di rời người dân ngay khi có những dấu hiệu bất thường. Khi được chuẩn hóa về các mô hình đào tạo này thì chúng tôi được nâng cao về kiến thức, năng lực toàn bộ để hỗ trợ cho chúng tôi về địa bàn là vùng sâu, vùng xa, đồi núi hay xảy ra mưa bão, để hỗ trợ với chúng tôi kiến thức và các mô hình để đào tạo cho chúng tôi, tập huấn để các kiến thức, năng lực để hỗ trợ chúng tôi công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Đội xung kích phòng chống thiên tai được tập huấn và đào tạo bài bản với lực lượng nòng cốt là dân quân tự vệ địa phương nên rất hiểu rõ về địa bàn. Nếu có sự cố xảy ra ở đâu thì đây sẽ là lực lượng có mặt sớm nhất để giúp người dân chống chọi với thiên tai và quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng người dân. Thì ở trên địa bàn xã Anh Tường thì cứ cách một vài năm lại xảy ra cái hình thái thiên tai như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Ngoài ra thì các cái trận rét đậm, rét hại cũng thiệt hại kinh tế rất là lớn đối cho bà con nhân dân. Thì qua cái lớp tập huấn này thì với cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là với bà con nhân dân thì đã nắm bắt được các cái hình thái về thiên tai, cách thức phòng chống, rồi là khi mà có thiên tai xảy ra để mà bảo vệ được cái thứ nhất là tính mạng của con người, cái thứ hai là tài sản của nhân dân. Trước đây khi chưa có đội xung kích thì việc huy động lực lượng thường lúng túng, nhân lực cũng thiếu kỹ năng ứng phó với lũ quét nên hiệu quả thấp. Giờ đây khi có đội xung kích chuyên nghiệp được đào tạo bài bản thì công tác ứng phó thiên tai ở Trịnh Tường đã được nâng lên rõ rệt. Phổ biến tuyên truyền và tập huấn cụ thể cho tới tận cấp xã, và lực lượng cấp xã là cái lực lượng mà am hiểu về thiên tai xảy ra trên địa bàn nhất, và cũng như là nắm bắt được tình hình diễn biến của các cái khu vực dân cư, các công trình cơ sở hạ tầng, và đưa ra những cái giải pháp mà ứng phó kịp thời nhất trước khi lực lượng của trung ương có thể tiếp cận để ứng cứu. Và lực lượng xung kích này phải nói là những cái lực lượng tại cơ sở đã trong thời gian vừa qua góp phần cho cái việc mà giảm thiểu cái thiệt hại do thiên tai. Và sau cái đợt này thì cái trình độ rồi cũng như là cái kỹ năng rồi các cái giải pháp ứng phó của cái lực lượng này sẽ được nâng lên và sẽ đóng góp vào tốt hơn cho cái công tác phòng chống thiên tai tại địa phương. Trong phương châm phòng chống thiên tai 4 tại chỗ thì lực lượng tại chỗ là quan trọng nhất, nhưng không phải ở địa phương nào cũng có sự chuẩn bị lực lượng tại chỗ một cách chủ động. Việc luật hóa và đưa vào lực lượng xung kích phòng chống thiên tai chuyên nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Vâng, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Ngoài thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, hiện thì Hải Dương cũng đang là địa phương có nguy cơ cao khi mà ca nhiễm ở đây được xác định trong cộng đồng và chưa tìm được nguồn lây. Đây là nhận định được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 đưa ra tại cuộc họp trong sáng 14 tháng 8. Tại cuộc họp, ngành y tế cho biết liên quan đến hai địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất hiện nay, đó là Đà Nẵng và Quảng Nam, Trung ương đã hỗ trợ tổng lực về cả phòng chống dịch và điều trị. Tuy nhiên, hiện năng lực lấy mẫu ở hai địa phương này vẫn còn chậm, vì vậy cần phải tiếp tục đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu để sớm có thể phát hiện và khoanh vùng ca bệnh. Đã có thêm một khu chung cư với 19.000 người ở địa phương này có ca bệnh lây nhiễm, hiện đã được cách ly, khoanh vùng và rà soát lấy mẫu toàn diện. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định ca bệnh 867 ở Hải Dương hết sức phức tạp và đáng lo ngại. Đây là một ca lây nhiễm trong cộng đồng và chưa rõ nguồn lây. Hơn nữa, bệnh nhân là bảo vệ của một quán ăn có đông người đến ăn và cả thực khách lẫn nhân viên đều không đeo khẩu trang. Hiện Bộ Y tế đã thực hiện giải trình gen ca bệnh này để xác định xem chủng virus SARS-CoV-2 của ca bệnh này có trùng với chủng ở Đà Nẵng hay không. Hiện tại Hải Dương đã thực hiện cách ly toàn thành phố Hải Dương là rất kịp thời. Trong khi đó, tại Hà Nội, công tác xét nghiệm lại cho toàn bộ 89.000 người về từ Đà Nẵng đã được Bộ Y tế hỗ trợ hoàn toàn. 30.000 ca đã được xét nghiệm, hiện chưa phát hiện ra trường hợp dương tính. Thời gian tới sẽ tiếp tục lấy mẫu và mở rộng xét nghiệm trên diện rộng. Tiếp tục dòng chảy thông tin thời sự, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến câu chuyện về biểu giá điện mà chúng tôi vừa đề cập cách đây ít phút. Những ngày vừa qua, đề xuất giá điện một bậc của Bộ Công Thương với mức giá từ 2.700 đến 2.900 đồng một kWh đã nhận được nhiều ý kiến phản ứng của người dân cũng như là các chuyên gia. Đa phần các ý kiến đều cho rằng phương án tính giá điện mới này hoàn toàn có lợi cho người tiêu dùng. Đáng nói trước đó thì theo Bộ Công Thương, biểu giá đề xuất trên cơ sở đã tiếp thu và lấy ý kiến của các cơ quan, các đơn vị của Quốc hội, các bộ ngành, tổ chức, đoàn đại biểu Quốc hội của 63 tỉnh thành, hiệp hội ngành nghề, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổng công ty điện lực. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với hai phương án biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt. Phương án 1 tính giá điện theo 5 bậc, phương án 2 bao gồm 5 bậc và một giá điện. Theo phương án 2 bao gồm hai kịch bản tính giá. Ở kịch bản 1, biểu giá lũy tiến 5 bậc có tỷ lệ thấp nhất bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân cho kWh từ 0 đến 100 và cao nhất là 274% giá bán lẻ điện bình quân với kWh từ 701 trở lên. Còn điện một giá sẽ tương ứng khoảng 2.703 đồng một kWh, chưa bao gồm thuế VAT. Ở kịch bản 2, giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc có tỷ lệ thấp nhất là 90% giá bán lẻ điện bình quân cho từ 0 đến 100 kWh và cao nhất là 185% giá bán lẻ điện bình quân từ 701 kWh trở lên. Điện một giá có mức giá khoảng 2.890 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế VAT. Với các phương án này, dự thảo quy định khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là 1 năm. Dự thảo quyết định vẫn giữ quy định hộ nghèo, hộ chính sách sẽ được hỗ trợ tiền điện. Theo phân tích của các chuyên gia, so với biểu giá cũ thì chỉ những người dùng ở các bậc thang điện từ 0 đến 200 kWh được lợi vì giá giữ nguyên. Còn từ bậc thang 201 kWh trở lên thì người dùng có thể sẽ phải chịu thiệt hại đơn và thiệt hại kép do giá bán lẻ điện tăng so với biểu giá cũ. Với mức giá điện một giá này thì người nghèo không được hưởng lợi gì cả. Chủ yếu người lựa chọn phương án này là người sử dụng rất nhiều điện. Ghi nhận của kênh VTC1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai phương án này, khách hàng được quyền lựa chọn giá sinh hoạt 5 bậc thay vì 6 bậc như trước đây hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang điện một giá hoặc ngược lại là 1 năm. Tuy nhiên, đề xuất tính điện một giá lại gặp phải những ý kiến băn khoăn từ người dân. Theo tôi nghĩ rằng là cái việc mà đánh đồng tất cả các cái hộ gia đình về cái mức thu một mức ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ không đem lại được cái hiệu quả tốt, nhất là đối với những cái hộ mà có cái thu nhập thấp thì người ta sẽ phải trả phí cao hơn. Nếu như người dân như vậy là xài là rất là mệt, tại vì những người không có làm cái gì hết thì rất là mệt, thì người ta kinh doanh ta làm ra tiền nó khác, còn người dân như vậy là sao người ta chịu được. Cũng theo nhiều người dân, nếu như áp theo mức giá điện 6 bậc như trước đây sẽ đánh vào ý thức của người tiêu dùng trong việc tiết kiệm điện. Nếu khi sử dụng nhiều, họ sẽ lo lắng vì phải trả ở mức giá cao. Tuy nhiên, nếu đánh đồng một giá thì có thể không phát huy được tác dụng tiết kiệm điện trong sinh hoạt. Khi mà công Bộ Công Thương đề xuất cái giá điện mới thì tôi cho rằng trong cái chuyện đề xuất này thì có tăng giá điện. Có nhân cái việc này là cũng tăng cái giá điện. Thì chúng tôi người tiêu dùng chúng tôi cũng đồng ý là tại vì nếu mà mình tính thì phải tính cái kinh doanh là phải có lãi thôi. Nhưng mà chúng tôi thấy là khi mà đưa ra cái giá điện mà một giá đó thì nó không có hợp lý, là cái chỗ là Bộ Công Thương lại đề xuất là tăng tính trên cái giá bình quân là 145% hoặc là 155% cái giá điện một giá. Thì không biết là cái cơ sở mà tính 145% hoặc 155% là dựa trên cái cơ sở nào. Với giải pháp tính giá điện mới trong lúc này là cần thiết. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cơ cấu biểu giá như thế nào để hợp lý cho người dân cũng như sự cân đối của ngành điện là vấn đề cần mà ngành chức năng cần tính toán thận trọng. Thưa quý vị, thông tư 58 của Bộ Công an thay thế cho thông tư 15 năm 2014 được kỳ vọng nới lỏng quy định nhằm tạo thuận lợi giúp nhiều người dân mua xe cũ, song chưa sang tên do thiếu hoặc mất giấy tờ sẽ sớm được đăng ký chính chủ phương tiện. Tuy nhiên, thông tư này đã bộc lộ một số vướng mắc gây tâm lý hoang mang cho đông đảo người dân. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, ông Thu mua lại chiếc xe máy của người quen. Do chưa có nhu cầu đứng tên nên ông cùng chủ xe ra văn phòng công chứng để ủy quyền sở hữu cho mình. Nay có thông tư 58 nên ông cùng vợ tranh thủ đến tổ đăng ký xe công an quận 5 làm thủ tục sang tên chính chủ. Sau 10 phút nghe cán bộ hướng dẫn, ông quay ra với túi hồ sơ như lúc vào. Khắp trang là tích lũy được chút ít kinh nghiệm. Xe cho tôi, nhưng mà lúc đó tôi không cần bán cho tôi mới kêu ông ủy quyền cho tôi. Bây giờ đó tôi muốn đứng tên xe thì nó không cho. Nhưng mà bây giờ tôi làm cái mua bán, tôi bán cho anh á, thì lúc đó anh mới được đổi tên xe, anh hiểu không? Cái giấy ủy quyền là không được, mà phải giấy mua bán mới được. Lần thứ hai quay lại làm thủ tục đứng tên chính chủ chiếc xe cũ và không để lãng phí thêm thời gian nên chị Ngân chuẩn bị hồ sơ rất kỹ lưỡng. Hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán, cả vé xe, chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Tuy nhiên, từng đó giấy tờ vẫn là chưa đủ. Chị Lan Chi này phải lên đây làm, chị Lan Chi này lên làm xong chị Lan Chi lấy xong mới lấy cái giấy thu hồi đó giao lại cho Hồng Ngân. Dạ. Cái bên giấy tờ rồi là vẫn còn là không nguyên này. Trên máy tính chất thở chất một phần mà để kiểm tra là cuối cùng là lôi cái không nguyên này ra. Cái người đứng trên chủ xe này mà cái người này đã ủy quyền cho chị Lan Chi thì chị Lan Chi phải đến đây làm cái giấy thu hồi, là chị Lan Chi sẽ nộp cái giấy này lại cho cơ quan công an. Em đứng tên xe đúng không, em bán cho anh, em ra công chứng cho anh, em lăn tay, em ký tên, em đóng thuế rồi này nọ xong đã hết rồi. Còn tại sao mà phải bắt ra người đi sang tên, phải bắt em chủ ra thêm một lần nữa đi sang tên là sao? Có chung nỗi bức xúc, chị Oanh, chủ cửa hàng kinh doanh xe máy trên đường Phạm Thế Hiển chia sẻ, Từ khi thông tư 58 ra đời thì buôn bán ế ẩm. Ngày nào chị cũng phải bỏ cửa hàng vài giờ đi khắp nơi để ký giấy thu hồi đăng ký và biển số xe cho khách hàng. Rất là bất tiện, tại vì mình đã chứng giấy cho khách rồi thì cái giấy là công chứng ra chứng rồi thì mình thấy hết trách nhiệm rồi. Đằng này phải đi theo với khách, đi lên giúp hồ sơ cho khách. Đường xá đâu có rành, chẳng hạn như Tân Bình, Tân Phú này kia, đâu biết đường đi. Yêu cầu cái người mà mua bán thông qua cái giấy ủy quyền hoặc là cái chủ cũ, cái chủ trên cái cạc vẹt gốc phải đến. Thì rõ ràng á, điều này làm như vậy thì nó sẽ mất đi cái tính hiệu lực của cái hợp đồng ủy quyền mà hợp pháp được quy định trong bộ luật dân sự. Như vậy thì anh phủ định một cái chế định mà đã được quy định trong bộ luật mà Quốc hội thông qua, mà đó là cái quyền của công dân. Họ không trực tiếp đi làm thì họ được ủy quyền cho người khác, luật không cấm. Thông tư 58/2020 thay thế cho thông tư 15/2014 được xem là nới lỏng quy định nhằm tạo thuận lợi giúp nhiều người dân mua xe cũ, song chưa sang tên do thiếu hoặc mất giấy tờ sẽ sớm được đăng ký chính chủ phương tiện. Nhưng trên thực tế, thông tư 58 như vô tình gây rắc rối, mất thời gian cho người dân có nhu cầu chính đáng và ở chiều ngược lại đang tạo kẽ hở tiêu cực, lợi dụng, đục nước béo cò. Thưa quý vị, thời gian tới, Việt Nam sẽ không còn những điểm mà nhiều thời điểm trong ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Tất cả các địa phương đều đứng trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát, nhất là tại các thành phố lớn. Do đó, cần phải nâng cao mức độ cảnh báo trong cộng đồng và xác định chung sống an toàn với dịch bệnh. Đây là nhận định được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đưa ra trong cuộc họp sáng nay. Tại cuộc họp, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định chùm ca bệnh ở Hải Dương rất đáng quan ngại, đó là chùm ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây. Hiện Bộ Y tế đã thực hiện giải trình tự gen chùm ca bệnh này để xác định chùm virus SARS-CoV-2 của các ca bệnh này có trùng khớp với chùm ở Đà Nẵng hay không, kết quả sẽ có sau một vài ngày. Ban chỉ đạo cho rằng việc xảy ra chùm ca bệnh ở Hải Dương là một biểu hiện của cộng đồng còn rất chủ quan. Chúng tôi nhận định từ giờ trở đi thì chúng ta sẽ không có những khoảng yên bình, nó sẽ thường xuyên như vậy. Nay xuất hiện ở nơi này và ngày mai xuất hiện ở nơi khác, và chúng ta phải nâng cái mức độ cảnh báo đối với cộng đồng lên rất là nhiều. Bởi vì một trong những cái mà chúng tôi rất là quan ngại là cái việc đeo khẩu trang của người dân là hầu như là chúng ta bỏ qua hết tất cả, gần như là không còn một cái gọi là cái thói quen đeo khẩu trang. Ban chỉ đạo cũng cho biết, với nỗ lực của ngành y tế hiện nay, dự kiến khoảng cuối tháng 8 sẽ kiểm soát được dịch ở Đà Nẵng. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, dịch bệnh luôn thường trực ở tất cả các địa phương trên cả nước. Vì vậy, cần xác định chung sống an toàn với dịch. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương siết chặt lại việc cho người nhập cảnh vào Việt Nam với vai trò là chuyên gia, đảm bảo thực hiện nghiêm việc cách ly đối với những trường hợp này và xử lý nghiêm nếu có vi phạm lợi dụng doanh nghiệp để đưa người lao động trái phép nhập cảnh vào trong nước. Tiếp tục kêu gọi vận động người dân thực hiện những thói quen chống dịch như chúng ta. Và tôi đề nghị tất cả các tỉnh yêu cầu người dân thực hiện và xử phạt nếu vi phạm, sau khi đã tuyên truyền, vận động và công bố thời điểm, chúng ta cần phải lặp lại cái thói quen này, cao hơn là phải lặp lại cái kỳ cương. Chỉ có bằng cách đấy thì chúng ta mới có thể phòng được dịch bệnh. Ban chỉ đạo cũng cho biết, vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin một số nước đã sản xuất được vaccine. Tuy nhiên, để có thể nhập về và tiến hành tiêm chủng trên người còn phụ thuộc vào quy định pháp luật về thử nghiệm vaccine trước khi tiêm chủng đại trà. Đối với vaccine của Nga thì rất nhiều nội ý kiến khác nhau. Nhưng bởi vì báo cáo với Phó Tổng báo chí thì nếu chúng ta không có vaccine, chúng ta không thể trở lại bình thường được. Toàn Bộ Y tế cũng đăng ký để chúng ta nên, nếu như mà họ có những hợp tác, hai thành một là họ hợp tác, hai là họ là cung cấp cái sản phẩm để chúng ta có tiến hành các thử nghiệm. Bởi vì từ cái đoạn thử nghiệm cho đến khi sử dụng mất khoảng nửa năm là nhanh. Và chúng tôi cũng trên quan điểm là gì, là cứ có vaccine thì chúng tôi đăng ký lại. Bởi vì việc nó trong một cái bối cảnh toàn cầu người ta mua kỳ vọng, kể cả người ta thấy cái nghiên cứu đó nó có cái kỳ vọng thành công người ta cũng mua. Chúng ta chỉ đăng ký là chúng ta không có phải. Ban chỉ đạo cũng cho rằng chỉ khi nào có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu thì khi đó dịch mới có thể được kiểm soát. Chính vì vậy, người dân cần xác định phải chung sống an toàn lâu dài với dịch và thực hiện nghiêm các quy định chống dịch đã được ban hành.